Xin chào cả nhà đã đến với chuyện nước Mỹ của Tý. Bây giờ là 10 giờ 52 phút sáng ngày 4 tháng 4. 4 tháng 4 cả tại Mỹ. Bây giờ Tý đi làm. Thì hôm nay thì sáng hôm nay thì mọi người cũng đã coi được một số cái tin tức của Tý, thì mọi người thấy thấy được cái sự thật của tin tức trên thế giới và những truyền thông bẩn nó như thế nào. Cũng có một số con nhang đệ tử của những người còn chống phá nhà nước mình thì vô bình luận những cái tin trái chiều, thì tí cũng welcome thôi. Nhưng mà có điều nếu mà bình luận một cách thái quá rồi, giống như là cứ bình luận vô từng cái video làm cho nó nhiễu loạn á, thì tí xin phép xóa thẳng tay và block luôn. Tại vì phản biện mình phải có kiến thức, chứ không có kiểu phản biện mà đi bình luận tùm lum tà la vô. Thì sáng sớm hôm nay tí có một số tin vui. Chắc là cả nhà mình ai mà theo dõi những cái kênh truyền thông bẩn thì cũng biết là họ đuối rồi. Bây giờ họ đuối là họ đi review thức ăn, rồi đi review sao ngay từ đầu không làm giống Tý ha. Tý cũng là người review đủ thứ hết. Tý không có chừa bất cứ cái chi tiết nào mà trong cuộc sống quanh mình hết á. Nên là nhiều khi á, những người mà họ còn nói tiếng Việt á, họ không suy nghĩ là những cái cảnh review á nó hay lắm, nó cần được mọi người cập nhật bắt đầu ngay từ đầu chứ. Thì có một số kênh thì giờ đi review món ăn, còn một số kênh thì nổi tiếng trong giới gọi là chống cộng sản, thì chúng ta thấy là những cái kênh mà quý vị cũng biết là có những cái anh mà chỉ mới học tới lớp 3, lớp 1 gì đó, nhưng mà cứ nói chuyện giống như là học trình độ cao lắm. Bây giờ chuyển sang giống như làm ngơ vậy đó, làm ngơ nói chuyện gì đâu, không á, không có nói chuyện về vấn đề chiến tranh nữa. Thì tôi thấy rất là vui, bởi vì hình như là họ đuối rồi, đuối kiến thức với lại đuối tin tức. Bởi vì á, khi mà mình đi theo cái truyền thông mà một chiều á, người ta phản đối á, một chiều xuyên tạc nữa kìa, thì người ta sẽ phản đối dữ lắm. Người dân người ta cũng biết nhận thức về cái vấn đề đúng sai rồi thật giả, chứ đâu phải người dân nào họ cũng đắm đuối vô những cái truyền thông bậy bạ, đúng không? Nên sáng nay tí coi như là muốn biết được là hơn 30 mấy ngày qua tí theo dõi cuộc chiến chỉ có theo kênh truyền hình của Nga và những cái thông tin điện tín của Bộ Quốc phòng Nga gửi cho tí. Thì ngoài ra những cái chuyện mà coi như là cả nhà mình cũng biết rồi, có nhiều quý vị khán giả vô hỏi tí là em có biết cái tin này chưa. Thì một khi quý vị biết rồi á thì tí sẽ không cập nhật trên kênh của tí, là chỉ cập nhật những cái tin gì mà mọi người chưa biết hoặc là biết còn chưa rõ, thì tí sẽ cung cấp những cái clip mà nó cập nhật rõ ràng hơn cho cả nhà mình xem. Chứ còn mà nếu mà nói là gọi là cập nhật tin giống như tất cả các kênh chính thống thì tí không có làm, bởi vì mọi người ai cũng làm rồi thì tí không làm. Tí chỉ cập nhật những cái tin nào mà cả nhà mình chưa bao giờ đọc hết. Thì sáng hôm nay thì thấy rất là vui, thì tất cả những cái kênh truyền thông mà gọi là hay xuyên tạc á, bây giờ giống như mình lướt qua tất cả các kênh truyền thông thì thấy giống như là bây giờ nói chuyện gì đâu á. hồi kỳ mà cái tuần thứ nhất á, khi mà giai đoạn mà chiến tranh đang nổ ra thì thấy các bác rất là sôi nổi, chịu khó up tin tức, rồi nói chung là copy từ tin nước ngoài rồi dịch sang tiếng Việt. Nhưng mà các bác lại không có giống tí ở chỗ là nêu ra những cái truyền thông nó thực tiễn ha, không có nghiêng về phía bên nào hết. Nhưng mà các bác lại không có như vậy, các bác quen với đường lối xuyên tạc, đó là các bác xuyên tạc về đất nước chúng ta quen rồi,
cho nên các bác cứ tưởng là cái cuộc chiến tranh này các bác muốn xuyên tạc sao cũng được, nhưng mà các bác quên là đối trọng với các bác là những cái người mà họ rất là sành sỏi về chiến thuật chiến lược của Nga, và họ đang nắm vững, họ đang nắm giữ cái trí tuệ nhân tạo, cái trí tuệ của nhân loại lên đến hơn một nửa, tức là 50% của thế giới. Ví dụ như mình đơn cử những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi nha, nhưng mà nó đã rất là to to đó. Đó là chúng ta thấy hàng không vũ trụ Nga đã cung cấp một cái hình ảnh chụp của cái khối liên minh cầm cái tô. Thì cả nhà cũng thấy là cái khối liên minh cầm cái tô đó đã có một ngày kỷ niệm không của liên minh, và mọi người cũng thấy là đâu phải bất kỳ ai cũng có khả năng giống như là nước Nga là mà chụp ở ngoài vũ trụ luôn, mà rất là rõ, rất là rõ. Cho nên là mình thấy là họ đã nói như vậy, tức là họ đã biết được thế giới chuyện gì đang xảy ra. Có điều là từ trước đến giờ họ không có muốn nói. Nhưng mà thường thường những người ta không muốn nói không phải là người ta dữ, người ta hiền, nhưng mà người ta biết, nhưng mà người ta muốn cân bằng những cái chuyện gì nó giữa cuộc sống và công việc và chính trị, chứ không phải là cái gì cũng la lên hết á. Cho nên là qua cái kinh nghiệm lần này thì mọi người cũng thấy là người hiền á mới là người dữ, còn cái người mà dữ á thật sự hiền khô, không làm gì được ai á, hùng hùng hổ hổ ban đầu thôi. Mọi người còn nhớ là 10 ngày đầu của cuộc chiến không? Ồ, kênh nào cũng thi nhau làm kênh, làm chuyện, làm này làm kia, hùng hùng hổ hổ. Giờ im re, im ru bà rù, không ai nói gì hết trơn. Giờ có thành phần làm ngơ nữa. Nói chung là cũng mắc cười. Mà thôi, nói chung mình cũng không có muốn đá động tới bất cứ kênh nào để gây ra thêm thù chuốc oán. Nhưng mà mình lướt qua thì mình thấy tín hiệu đáng mừng. Cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, không có ai có thể che giấu sự thật mãi mãi. Cũng giống như cái câu là cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Nên là thường thường kim là nó vật nhỏ, lâu lắm nó mới lòi ra. Còn đằng này cái tình hình chiến sự nó đùng đùng như thế đó mà giấu sao được. Sự thật vẫn là sự thật chứ sao giấu được, đúng không cả nhà? Nên là anh chị em nào mà còn xuyên tạc rồi chống phá thì quên đi. Bởi vì bất kỳ những cái chuyện gì chúng ta làm ở trên cái trái đất này cũng có người biết hết á, chứ không có là trời nào biết mà đất nào biết hết á. Người nào mà nói là việc tôi làm trời biết đất biết, đó là những cái người coi như là hèn á, với lại nhục. Kiểu như trời biết đất biết thì cũng phải giống như là cái ngụy biện á, quen cái thói ngụy biện á. Tôi thương anh thì trời biết đất biết, tôi không cần anh biết. Trời ơi, gì kỳ vậy? Mình thương ta thì mình phải cần ta biết chứ, chứ trời nào biết đất nào biết trời. Nói chuyện nó phải có logic chứ, đúng không? Chứ làm gì có cái chuyện mà lu bu mà kiểu chính nghĩa là trời biết đất biết, chính nghĩa là ở cái hành động chứ không phải là cái lời nói. Cho nên là những người mà hay xuyên tạc thì thường thường họ không có chính nghĩa, và họ cũng chẳng có cái gì để mà làm cho đúng, để mà trời biết đất biết hết đó. Chỉ có chính nghĩa mới làm cho trời động lòng thôi, chứ còn mà là không chính nghĩa thì thôi. Nên là mình rất là vui ha, nói chung là hoan hô tinh thần cầu tiến của những anh em mà đã làm những cái tin tức xuyên tạc về tình hình chiến sự. Đây, đó là những cái gì mà Tý muốn nhắn gửi trong cái nhật ký ngày hôm nay. Tạm biệt cả nhà. Bây giờ Tý vô Tý làm việc đây. Bye bye cả nhà nha.